Chương 3. Tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng. Mục 1. Các quy định chung. Điều 30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại. 1. Tùy theo loại hình hoạt động, sau khi được ngân hàng nhà nước chấp thuận bằng văn bản, tổ chức tín dụng được thành lập. A. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính. B chi nhánh văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác ở nước ngoài. 2. Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt giải thể đơn vị quy định tại khoản 1 điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng. Điều 31. Điều lệ. 1. Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không được trái với quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều lệ phải có nội dung chủ yếu sau đây: A. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính, B. Nội dung, phạm vi hoạt động, C. Thời hạn hoạt động, D. Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng giảm vốn điều lệ, D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, giám đốc và ban kiểm soát. E thể thức bầu bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc và ban kiểm soát. G. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn. Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn của cổ đông sáng lập đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần. H. Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn Quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần. Y. Người đại diện theo pháp luật. K. Các nguyên tắc tài chính kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ. L. Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín dụng, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. M. Căn cứ phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát. N. Các trường hợp giải thể. O thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ. 2. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại điều 77 của luật này. 3. Điều lệ nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ của tổ chức tín dụng phải gửi ngân hàng nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng. 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, giám đốc. 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, giám đốc. 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 75 của luật này. Điều 33. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ. 1. Những người sau đây không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng. A. Người thuộc đối tượng quy định tài khoản 2 điều này. B người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và pháp luật về phòng chống tham nhũng. C. người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản trừ trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng. D. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó. D. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, thành viên Hội đồng Thành viên, trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại điều 37 của luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép. E. Người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc không được là thành viên ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng. G. Người có liên quan của chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên không được là tổng giám đốc, giám đốc của cùng tổ chức tín dụng người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép quản trị điều hành cổ phần cổ phiếu góp vốn, mua cổ phần cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 2 những người sau đây không được là kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng: a. người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; c. người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; d. người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; d cán bộ công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng, e, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng. G. Các trường hợp khác theo quy định tại điều lệ của tổ chức tín dụng. 3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh chị em của thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc và vợ chồng của những người này không được là kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín dụng. Điều 34. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ. 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác. Trừ trường hợp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Hợp tác xã. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức tín dụng này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó, 2. trưởng ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên kiểm soát người quản lý của tổ chức tín dụng khác, thành viên ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: a. À, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng là thành viên hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó. B. thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng. 3. Tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng. Phó tổng giám đốc, phó giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. 4 Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng không được đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Điều 35. Đương nhiên mất tư cách. 1. Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát tổng giám đốc, giám đốc A. Mất năng lực hành vi dân sự, chết B. Vi phạm quy định tại Điều 33 của luật này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ C. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân D. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức D. Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam E. Khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép. G. Khi hợp đồng thuê tổng giám đốc, giám đốc hết hiệu lực. H. Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 2. Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các đối tượng đương nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 1 điều này gửi ngân hàng nhà nước trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xác định được đối tượng trên đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này, thực hiện các thủ tục bầu bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của pháp luật. 3. Sau khi đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm. Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm. 1. Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch thành viên hội đồng thành viên Trưởng ban thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, B. có đơn xin từ chức gửi hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng, C. không tham gia hoạt động của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ban kiểm soát trong 6 tháng liên tục trừ trường hợp bất khả kháng, D không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện quy định tại điều 50 của luật này. D. Thành viên độc lập của hội đồng quản trị không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập. E. Các trường hợp khác do điều lệ của tổ chức tín dụng quy định. 2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm. 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều này, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan, báo cáo ngân hàng nhà nước. Điều 37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc. 1. Ngân hàng nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của chủ tịch, các thành viên hội đồng quản trị Hội đồng thành viên, trưởng ban, các thành viên ban kiểm soát, người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại điều 34 của luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết. 2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát, người điều hành của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết. 3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của ngân hàng nhà nước, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc ban kiểm soát đặc biệt. Điều 38 Quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng: Một, thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng; Hai, thực hiện quyền nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng; 3. Trung thành với tổ chức tín dụng, không sử dụng thông tin bí mật, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức cá nhân khác, làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. 4. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng. Hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của ngân hàng nhà nước. 5. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 6. Thông báo kịp thời đầy đủ chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chấp thuận. 7. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn sử dụng các mục đích ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. 8. Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu trả thưởng khi tổ chức tín dụng bị lỗ. 9. Các nghĩa vụ khác do điều lệ của tổ chức tín dụng quy định. Điều 39. Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan. 1. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc Giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng phải công khai với tổ chức tín dụng các thông tin sau đây. A. tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền ủy thác cho cá nhân tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên. B tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc. 2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin. 3. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin quy định tại khoản 1 điều này định kỳ hàng năm cho đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng và được niêm yết lưu giữ tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng. 4. Tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho ngân hàng nhà nước các thông tin quy định tại khoản 1 điều này trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 điều này. Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ. 1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của ngân hàng nhà nước và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 2. Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Hiệu quả và an toàn trong hoạt động bảo vệ, quản lý sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực. B. Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời. C. Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ. 3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ. Điều 41. Kiểm toán nội bộ. 1 tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng. 2. Kiểm toán nội bộ thực hiện ra soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ quy định chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong tổ chức tín dụng, đưa ra ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp thời cho hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát và gửi tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng. Điều 42. Kiểm toán độc lập. 1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của ngân hàng nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho ngân hàng nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn. 3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập. 4. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 75 của luật này.